Khi con em chúng ta chơi á, thì cái còi này chúng ta bứt lớp bê rồi ha, ta xả nè, chúng ta xả nó xì ra luôn, nó xì. Thì khi đó các bé nó chơi á, các bé chơi thì nhiều khi nó sẽ làm sức cái còi này ra, thì nó sẽ bị xì cái con bong bóng phao này. Thì cách tốt nhất á, là ba mẹ và anh chị ha, sẽ bứt, ba mẹ và anh chị sẽ đẩy cái còi vào trong luôn, đẩy cái còi vào trong ha. Mọi ba mẹ và anh chị sẽ đẩy cái còi vào trong luôn. Chúng ta sẽ đẩy cái còi nè, hai ba đè xuống nè, nhấn mạnh vào ha. Tại đây một tay mình vừa quay điện thoại, một tay mình đè nó cứng. Anh chị và các bạn phải dùng hai tay á, hai tay đè ha, hai tay đè còi cho còi thụt trong luôn. Thì để cho con em chúng ta chơi nó sẽ không bị làm sức cái còi này ra để nó xì ha. Cái còi chúng ta đẩy vô trong mà đẩy luôn á. Đó. Chúng ta phải đẩy như sao cho cái còi thụt vô trong gì nè. Thì như thế con em chúng ta chơi nó sẽ không làm sức ha. Còn chúng ta xả thì xả cũng khắc nó rất là nhanh. Ta giật cái còi ra. Giật còi ra. Ta đưa bứt cái này ra, xả ra. Xả còi ra. 30 giây, chưa được 30 giây nữa. Khoảng 5-3 giây là nó sẽ ra, nó xì hết con vịt rồi. Thì chúng ta sẽ sắp xếp cho nó gọn gàng lại ha.